quý vị, theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, dân số thế giới sẽ chạm mốc 8 tỷ người vào ngày 15 tháng 11. Dự báo Ấn Độ có thể vượt Trung Quốc trở thành nước đông dân nhất. Thông tin trên được nêu trong báo cáo triển vọng dân số thế giới 2022 do Ban Kinh tế Xã hội của Liên Hợp Quốc thực hiện. Theo trang cập nhật thời gian thực Wondermeters, vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 11, đồng hồ dân số hiển thị thay đổi theo từng giây và hiện gần chạm mốc 8 tỷ dân. Hơn nửa thế kỷ qua, tốc độ tăng dân số đã giảm mạnh, trong khi giai đoạn đầu những năm 60 của thế kỷ trước, tốc độ tăng dân số là hơn 2% mỗi năm, thì dự kiến đến năm 2050, tốc độ tăng dân số sẽ chỉ còn 0,5%. Nguyên nhân dẫn đến điều này là do tỷ lệ sinh ở nhiều quốc gia trên thế giới ngày càng giảm. Hiện nay, 2/3 dân số toàn cầu sống ở một nước hoặc một vùng lãnh thổ có mức sinh dưới 2,1 lần trên một phụ nữ. Liên Hợp Quốc cho biết động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dân số toàn cầu là việc tuổi thọ tiếp tục tăng lên. Vào năm 2019 là 72,8 tuổi, cao hơn 9 năm so với năm 1990. Dự đoán đến năm 2050, tuổi thọ trung bình vào khoảng 77,2 năm. Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước đông dân nhất thế giới hiện tại, sẽ hoán đổi vị trí vào năm 2030. Theo dự báo dân số thế giới năm 2022, thế giới đã trải qua khoảng 12 năm để tăng từ 7 tỷ lên 8 tỷ người. Dân số thế giới được dự báo sẽ đạt mức cao nhất khoảng 10,4 tỷ người trong những năm 2080 và duy trì ở mức đó đến năm 2100. Trong thời gian gần đây, tình trạng đánh bạc bằng công nghệ cao diễn biến ngày càng phức tạp, có quy mô rộng khắp cả nước, thậm chí là xuyên biên giới. Đặc biệt, số lượng đối tượng và số tiền tham gia cực khủng đang gây ra những bất ổn về xã hội và nhiều hệ lụy đi kèm. Vâng, theo đó thì các đối tượng sẽ sử dụng nhiều thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, gây ra không ít khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc điều tra truy vết. Đây là đối tượng Trần Quang Nam, chủ mưu trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ. Đối tượng này đã sử dụng tài khoản cấp độ siêu tổng đại lý để chia nhỏ, cấp tài khoản cho nhiều đối tượng khác ở Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Tại thời điểm bị bắt giữ, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây do Nam cầm đầu có lũy kế lên đến khoảng 6.000 tỷ đồng. Tôi lấy tài khoản Super Master V, tôi đăng nhập trên điện thoại vào trang web bmgl.com. Sau đó tôi sao tác thành lập ra nhiều master, chia nhỏ ra cho nhiều master. Trong các đường dây đánh bạc này, các đối tượng không đặt máy chủ ở nhà mà chọn một địa điểm bí mật có người canh gác và camera giám sát. Các phương tiện liên lạc là điện thoại thông minh với hai cấp bảo mật. Tất cả giao dịch đều được thực hiện qua mạng Internet và xóa hết các dấu vết sau các giao dịch thành công. Trên trang tổng về để chia thành những trang nhỏ, cấp cho trang về thành viên là có nhu cầu là để lấy trang đó để chơi cả bóng đá trong cái trang đó. Và hình thức thanh toán thì hàng tuần thì chúng tôi thanh toán bằng tiền mặt và sẽ có người của đầu trên và đầu dưới họ đến nhà lấy. Để điều tra truy vết đường dây đánh bạc online hiện rất khó khăn do hầu hết đây là các nhóm đối tượng sinh sống ở nhiều tỉnh thành, thậm chí ở nước ngoài. Chúng hoạt động rất kín kẽ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội. Các đối tượng thường xuyên xóa dấu vết, thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra truy vết. Lực lượng công an Hà Tĩnh, cán bộ chiến sĩ đã có sự nỗ lực rất lớn và hiệp đồng chặt chẽ, trực tiếp đồng chí giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo để các lực lượng đồng thời phối hợp, và cho đến thời điểm hiện nay thì có thể khẳng định rằng cái việc khám phá vụ án đã thành công cả về mặt nghiệp vụ, cả về mặt pháp luật. Trong khi các nhà cái sử dụng hàng loạt các thủ đoạn tinh vi xảo quyệt với những biến tướng khó lường để kiếm tiền bất chính, thì vẫn có không ít con bạc lại đặt niềm tin, hy vọng vào những canh bạc đỏ đen. Thậm chí là lôi kéo người thân, bạn bè vay mượn, cầm đồ để có nhiều tiền tham gia đánh bạc. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là cầu nối quan trọng để đưa pháp luật lan tỏa vào cuộc sống của người dân. Thời gian qua, nhiều địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân, từng bước ngăn chặn và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh Nghệ An. Một buổi tuyên truyền pháp luật cho chị em phụ nữ người Mông được đồn biên phòng Na Loi, bộ đội biên phòng Nghệ An phối hợp tổ chức tại bản Hồi Viêng, xã Đọc Mại. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nghị định của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.
luật phòng chống tác hại ma túy, công tác quản lý thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phá. Là người uy tín của bản, ông Lầu cũng tham gia để tuyên truyền đến bà con trong bản. Phụ nữ này, bà con nhân dân này hiện nay là rất tiến bộ. Vì sao tiến bộ? Vì vừa một là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thứ hai là vừa là phòng chống là ma túy, không buôn bán vận chuyển ma túy, là không hút hít. Là địa bàn có tới 7 thành phần đồng bào dân tộc ít người sinh sống, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gặp phải không ít trở ngại, như trình độ dân trí thấp, số người chưa biết tiếng phổ thông vẫn còn nhiều, địa hình phức tạp. Để tuyên truyền phổ biến pháp luật đến với mỗi người dân, mỗi đơn vị biên phòng trên tuyến biên giới đã phối hợp với địa phương xây dựng một mô hình phù hợp với điều kiện thực tế. Sau khi có chủ trương cũng như đề án tuyên truyền giáo dục phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Cang Đu cũng như biên giới thì xã Cang Đu cũng kịp thời xây dựng kế hoạch cũng như thành lập quyết định thành lập đội liên ngành đi tuyên truyền từng bản một theo định kỳ 3 tháng một lần, và cũng như có công việc đột xuất thì có thể đi 3 tháng có thể đi 1 đến 2 lần cũng có. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã vận dụng sáng tạo nhiều biện pháp để bà con nhân dân có thể tiếp cận được các văn bản pháp luật từ các phương tiện khác nhau. Mô hình tờ rơi tiếng dân tộc của đồn biên phòng Nhôn Mai là một ví dụ. Chúng tôi biên soạn các nội dung tuyên truyền đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu bằng tiếng của đồng bào, kể cả các tờ rơi hay là các cái bản tin đọc hàng ngày trên loa truyền thanh của các xã bản. Cụ thể đây là bằng tiếng Mông này, tiếng Thái này, tiếng Khmer. Vì thực tế ở trong địa bàn là một số đồng bào chưa biết hết tiếng phổ thông, nhất là đối với phụ nữ và người già. Hai là chúng tôi soạn lời cho cả cái làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh, trong đó có nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, sau đó tiến hành biểu diễn cho đồng bào xem. Vì đồng bào rất yêu cả cái làn điệu dân ca của quê nhà. Trong cái thời điểm phòng chống dịch COVID-19 thì chúng tôi lại phát cả cái hoạt cảnh dân ca này trên các cái hệ thống loa truyền thanh của xã, bản, hoặc là phát trên các cái trang Zalo, Facebook của các xã. Qua đó, qua các cái hình thức tuyên truyền như thế, chúng tôi thấy hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào ngày càng được nâng cao hơn. Pháp luật được đưa về cơ sở, lan tỏa vào cuộc sống, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao. Người dân biết tự bảo vệ mình, xây dựng môi trường sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Sau hàng loạt các sự cố cháy nổ, hiện nay Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, siết chặt quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, xử lý nghiêm, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện mà vẫn kinh doanh. Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức chủ động chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy của chủ cơ sở kinh doanh cũng như người dân. Ghi nhận của phóng viên VTC tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tòa nhà Techco Diamond, Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội gồm 2 block, mỗi block có 25 tầng cao và 2 tầng hầm. Tòa nhà đã được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy vào ngày 29 tháng 6 năm 2022. Dân cư tập trung đông đúc, tầng hầm có nhiều ô tô, xe máy của cư dân. Chỉ một chút lơ là, bất cẩn là những sự cố về cháy nổ có thể xảy ra. Nhất là vào thời điểm hanh khô như hiện nay, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được công an huyện Thanh Trì và các đơn vị chú trọng để tòa nhà vận hành một cách an toàn. Tại công trình thì chủ đầu tư đã trang bị lắp đặt hệ thống chữa cháy và báo cháy tự động và cũng trang bị đầy đủ các cái bình chữa cháy và các dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở là bao gồm 10 người, nòng cốt là cán bộ kỹ thuật và lực lượng an ninh tòa nhà. Nhưng mà qua đó thì thường xuyên là tập huấn và đào tạo cho toàn bộ nhân viên, cán bộ nhân viên của đơn vị quản lý vận hành. Bên cạnh kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng, nhà chung cư, công an huyện Thanh Trì cũng triển khai nhiều kế hoạch, tổ công tác làm việc với các công ty, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ thì có các đội chữa cháy cơ sở cũng như là ở các kho thì có trang bị các bình chữa cháy và các hệ thống chữa cháy spinner ở vách tường. Thường công ty sẽ lên các đề án cũng như là xin bên phòng cháy chữa cháy để về
các tập huấn hàng năm, và các anh bên phòng cháy chữa cháy có xuống cũng như hướng dẫn và tổ chức tập huấn tại trung tâm luôn. Đối với công tác phòng cháy cháy của kho hàng này thì cơ bản đã thực hiện được các cái giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất về cái hệ thống chữa cháy là hoạt động bình thường. Đấy, thì vừa thử cái họng nước chữa cháy thì đảm bảo được cái áp lực, cũng như là kiểm tra các cái hệ thống đèn chiếu sáng sự cố exit thì vẫn đang ở trạng thái hoạt động. Về cái phương tiện chữa cháy ban đầu, bình chữa cháy thì kiểm tra vẫn đang ở trong tình trạng thường trực khi có sự cố xảy ra. Thì và ở đây thì lực lượng phòng cháy cơ sở thì thường xuyên kiểm tra đối với cả các cái phương tiện chữa cháy có kết quả đánh giá trên tem dán tại các cái bình chữa cháy. Theo Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, trong đợt cao điểm từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11, đơn vị đã kiểm tra tổng cộng 518 cơ sở về phòng cháy chữa cháy. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính với 96 trường hợp với tổng số tiền trên 295 triệu đồng và tạm thời đình chỉ một cơ sở. Đối với những cơ sở mà chúng tôi kiểm tra có những cái vi phạm về điều kiện về an toàn phòng cháy là chúng tôi sẽ có cái biện pháp xử lý. Tùy theo từng loại hình cơ sở mà các đồng chí này, đặc biệt là những cái cơ sở mà các loại hình mà kinh doanh có điều kiện đấy, có nguy cơ cháy nổ cao như là vũ trường, quán bar, karaoke là chúng tôi sẽ thành lập những cái đoàn kiểm tra phối hợp nhiều lực lượng. Từ nay đến cuối năm, Công an thành phố Hà Nội cũng như các quận huyện sẽ tiếp tục công tác kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Những đơn vị cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí là đình chỉ, tạm đình chỉ để khắc phục các sự cố về phòng cháy chữa cháy.